hãy làm sổ đỏ ngay nếu không muốn bị mất nhiều tiền. Vì sao em lại nói như vậy? Bởi vì là theo luật đất đai mới năm 2024 thì nhà nước sẽ tiến hành là bỏ khung giá đất như hàng trước đây và sẽ được áp dụng đó là định giá đất, tức là ban hành cái bảng giá đất theo thị trường. Và cái bảng giá đất mới này thì sẽ được áp dụng vào tháng 1 năm 2026, tức là chúng ta sẽ còn thời gian là 2024 và 2025 để làm sổ đỏ. Do vậy mọi người hãy tiến hành tìm hiểu thật sớm cái thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này ạ. Bởi vì sao? Trong quá trình chúng ta tiến hành làm sổ đỏ thì nó sẽ có những cái phí chúng ta phải nộp đó, bên cạnh những cái phí như là phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, phí địa chính thì có một cái phí mà chiếm cái tỷ lệ nhiều nhất, đó chính là tiền sử dụng đất. Và cái tiền này thì sẽ được áp dụng theo, hiện tại thì vẫn được áp dụng theo khung giá đất nhà nước theo từng địa phương. Khi mà nhà nước áp dụng cái bảng giá đất theo thị trường mới thì chắc chắn là cái việc tiền sử dụng đất chúng ta phải nộp sẽ nhiều hơn rất là nhiều, có thể là gấp đôi, gấp ba đấy ạ. Do vậy mọi người hãy để ý và tìm hiểu để làm thật sớm ạ. Và em sẽ tiếp tục chia sẻ, cập nhật thêm những nhiều thông tin về những cái điều cần lưu ý về luật đất đai mới. Mọi người hãy chú ý đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.